tập phim Nhiếp ảnh gia thế giới hoang dã. Đi bộ và vui chơi nơi có ánh mặt trời. Bất kỳ ai lại trồng mấy cái cây như thế này chứ, lung tung và lộn xộn quá, cậu không thể đi qua được chúng. Khu rừng này cũng cần phải làm việc đó. Bất kỳ nè, đỡ lấy nè. Mình là thợ đốn củi, kiến trúc sư. Không được tranh cãi với chủ rừng. Nghe mình nói đây, cây đổ. Coi chừng kìa. Hả? Gì chứ? Wow, Bjorn, nè xin chào, có chuyện gì vậy anh bạn? Bucky nè, mình đang cố gắng quan sát vẻ đẹp của thiên nhiên đó. Hoặc là mình đã làm như vậy. Để mình xem nào. Thiên nhiên ở đâu vậy chứ? Vẻ đẹp ở đâu? Đâu nào? Đây nè, mình chẳng thấy gì hết. Chà Bucky, thiên nhiên chạy mất tiêu rồi. Vì có người nào đó đã làm cho nó sợ. Hả? Thiên nhiên cần được quan sát trong yên lặng và một khoảng cách thật là tốt. Được rồi, hãy nói việc đó với khu rừng đi. Là do nó bật lên và kêu lạo xạo mỗi khi mình bước đi đó chứ. Chắc do mình thường hay bước đi bình bịch. Ôi nè, mình sẽ có được cách ngắm vẻ đẹp thiên nhiên từ khoảng cách cực đẹp luôn. Cho dù mình ồn ào cũng không sao, và mình thì luôn ồn ào. Không phải cái này. Là cái này. Và tất cả những cái này nữa. Giả ba chân. Hay lắm. Với thiết bị như thế này, mình có thể quan sát những thứ không dính tới thiên nhiên. Phải rồi. Bây giờ mình chỉ cần kiếm thứ gì đó tự nhiên để thử nó xem sao. À có rồi. Gà con. Cứ hoạt động tự nhiên và để mình quan sát cậu được không nào? Hoạt động tự nhiên nha. Thôi nào. Thôi nào. Mình chỉ muốn quan sát vẻ đẹp của cậu thôi mà. Cậu đi đâu vậy? À cậu đây rồi. Cứ tự nhiên đi. Đây nè, đây nè. Gà con, gà con, gà con. Gà con. Tự nhiên biến mất rồi. Giờ mình phải làm sao đây? Nghĩ đi nè Bucky. Chuyện nhỏ như con thỏ. Chắc Bjorn sẽ thích thứ này đây. Bjorn, chờ mình nhé. Các nhà khoa học và những người có bộ não thông minh khổng lồ luôn nói rằng tự nhiên có vấn đề với những tiếng ồn lớn. Được rồi, vậy thì những cái này là gì? Dừng lâu chút mới có hiệu quả. Cái người suốt ngày to mồm về vẻ đẹp thiên nhiên làm được gì nào? Không nói gì sao? Phát minh mới nhất của Bjorn sẽ giải quyết được vấn đề nan giải này. Coi mấy ngắm nhìn thiên nhiên của mình nè. Không nói nên lời phải không? Coi nè, cậu tìm ra vài cảnh đẹp thiên nhiên phải không? Nhưng mà hơi xa một chút. Hãy thả lỏng để cảm nhận nào. Dạ, trong trường hợp này, cậu chỉ cần bấm nút phóng đại lên, bắt được vẻ đẹp thiên nhiên rồi. Sau đó quan sát vẻ đẹp vĩ đại của thiên nhiên. Khi cậu đã nhìn thấy đủ rồi thì trả lại. Cậu đi đâu vậy? Thiên nhiên tệ quá đi. Được rồi, giờ thì sao nào? Vậy là tự nhiên tốt hơn nhiều khi siêu công nghệ của mình được tăng cường phải không nào? Đúng không? Chà Bucky, công nghệ thì tốt đó, nhưng ở phương Bắc chúng ta cần tiếp cận bằng cách khác khi quan sát thiên nhiên. Sao cậu không đi cùng mình để xem thử nào? Tuyệt quá đi. Xin chào cậu cứu. Xin lỗi, chào cậu cứu. Chúng đẹp quá đi. Nai sừng tấm màu xanh kìa. Không biết con ếch đang sợ gì ta. Mình không thể đợi tới lúc nó nở. Miễn bình luận. Đẹp ha. Chúng thật là tuyệt vời. Đây chính là cách quan sát thiên nhiên một cách tự nhiên. Đúng rồi đó. Dù không thể nói được gì với bạn, nhưng cậu có thể cảm nhận được nhiều hơn về thiên nhiên đó. Làm quen với cậu thật là tuyệt vời đó thiên nhiên ạ. Cậu tuyệt quá đi.